dàn các món cua. Sướng cái gì, anh em trúng số hả? Đâu được trúng số đâu. Cái quán này nè là nó bán cua nha, mà phải là cua chính gốc của Cà Mau. Mà cua Cà Mau là em biết rồi, là nó rất là chắc thịt, mà nó còn được đem đi xuất khẩu nữa. Ồ, nghe là ngon rồi đó. Mà quán này bán cua bự không nha? Cua bự em thích rồi. Thôi đi. Ôi anh ơi, có một cua để lựa kìa. Ở quán này á, cua gặt cua thịt là cùng một giá. Anh ví dụ thử nha, ví dụ cái này là hồ này là một con 160 đi. Thì em ăn cua gạch cũng 160 mà em ăn cua thịt cũng 160. Bằng giá luôn. Đúng rồi, bằng giá luôn. Đây anh chỉ em cách phân biệt cua gạch cua thịt nha. Đây. Cái yếm mà nó bự bự như vậy nè, đó là cua cái thì nó mới có gạch. Còn mấy cái con mà nó cái yếm nó nhỏ hơn á, nó nhọn nhọn á, đó là chỉ cua đực thịt, đúng không? Đúng rồi. Cua đực thì cái thịt của nó sẽ chắc hơn con cua cái. Thôi bây giờ mình vô bàn đi, mình mở menu ra rồi mình chọn cách chế biến. Okay. Cua ra ăn thôi. Ok. Ui anh, không gian nhìn thoáng mát quá ha. Ừ, anh thích nhất là ngồi bên cạnh nhìn, cái lan can. Đúng rồi. Nhìn đường. Đây là món cua xúc trứng muối. Mà không chỉ xúc trứng muối không, mà còn có thêm bơ nữa. Hèn chi em nghe mùi bơ thơm quá trời thơm luôn. Anh chọn cua size 140. Đây một bên thì anh chọn con cua thịt, còn bên này thì anh chọn con cua gạch. Quá thì gạch luôn. Wow, xúc trứng muối. Cái cua này là cua thịt, với thịt nó cực kỳ chắc luôn. Và đặc biệt là quán bao ăn nha, nếu mà em ăn thịt nó không chắc là quán sẽ đổi lại con khác liền. Không bị bơ. Thật nó bùi ghê luôn á. Ôi anh ơi, nhìn nước sốt ngon quá à. Chấm bánh mì là hết sảy luôn á. Đúng rồi, đây anh em coi nha. Phần sốt nó ngập tràn cái phần thịt cua luôn. Bởi cái phần thịt cua nó sẽ cực kỳ thấm. Giờ mình lấy bánh mì mình chấm cái sốt mình ăn thử. Tốt vừa ăn. Không có bị mặn ha. Giờ mình ăn lưới cua đi. Héo quá. Ngon. Anh nghĩ là ăn cái phần sốt xiên này nè, không có phải chấm thêm một món nước chấm nào nữa hết. Vừa ăn rồi. Đúng rồi, nó vừa ăn. Anh thấy vừa đồng chỗ không? Không đồng chỗ luôn. Không, phải nó rất là ngon. Phải nó cua Cà Mau ở đây bán là rất là tươi. Wow. Ăn cua mà đặc biệt là cua Đức Mũi, hãy đến ngay quán Lẩu Cua Đức Mũi nha. Quán này có hai chi nhánh, chi nhánh thứ nhất nằm số 50-52 Vĩnh Viễn quận 10, chi nhánh thứ hai nằm số 769 Quang Trung Gò Vấp. Và thời gian hoạt động là từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Bây giờ thì tụi mình tiếp tục cuộc chiến tại tiệc cua đây.